ngoài nha mọi người nha, không phải của Việt Nam đâu, đây là của Hàn Quốc, mình quay lên chia sẻ mọi người thôi, không mang tính chất gì đâu nha, chia sẻ thôi. Trên vẫn đang rơi, trời rất là rét, rơi rất ít, rơi ít thôi. Đấy. Mọi người cho nhìn thấy bông tuyết này, tuyết đang rơi lất phất này. Đấy. Tuyết trắng xóa dưới chân. Mm-hmm.